Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái giếng không bao giờ cạn nước dù trời khô hạn nhất hoặc dùng nhiều máy bơm cùng lúc cũng không hết nước. Các bạn có thể thấy, hai bên đường là cánh đồng tỏi tươi tốt của bà con đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Cũng chính vì nằm gần giếng nên đồng tỏi nào cũng có sức sống mãnh liệt. 50 năm qua, cái giếng này luôn cung cấp nguồn nước mát cho người dân trên đảo Lý Sơn. Vào mùa khô, hơn 2.000 giếng nước trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cạn kiệt và nhiễm mặn. Vì thế, tìm nguồn nước tưới cho cây trồng vô cùng khó khăn. Thế nhưng, tại xã An Vĩnh trên huyện đảo này lại có một giếng nước chưa bao giờ cạn, quanh năm đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, người dân gọi cái giếng này là giếng ông Lý. Gần 50 năm qua, ông Phạm Khắc Thoàn ở xã An Vĩnh chưa lần nào thấy giếng ông Lý cạn nước. Vào mùa khô, nhiều diện tích đất sản xuất trên đảo bỏ hoang vì thiếu nước. Thế nhưng, hàng chục hecta cây trồng xung quanh giếng nước ông Lý luôn xanh tươi bởi được tưới từ nguồn nước giếng ông Lý. Giếng này mặc dù không sâu nhưng không bao giờ thiếu nước. Nông dân làm xung quanh cánh đồng này luôn dư nước tưới cho cây trồng, ông Phạm Khắc Toàn nói. Giếng nước ông Lý được ông Phạm Khắc Lý ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đào vào năm 1973. Giếng sâu 8m, rộng 3m, xây bằng đá đen, xếp chồng lên nhau. 46 năm qua, cái giếng này luôn cung cấp nguồn nước mát cho người dân trên đảo. Mùa khô hạn, giếng nước ông Lý đảm bảo nước tưới cho 4 cánh đồng trong huyện. Bà Trần Thị Tám ở xã An Vĩnh chia sẻ, bà con trồng hành tỏi ở đây nhờ cái giếng này nhiều lắm, bà con mình mà không nhờ giếng này thì khó trồng trọt lắm. Như năm nay trời hạn, nhưng vẫn có nước từ giếng ông Lý. Theo ông Trần Văn Thuyền, cán bộ địa chính và nông nghiệp xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, giếng nước ông Lý chưa một lần cạn, nếu 5 máy bơm, mỗi máy công suất 5 ngựa cùng bơm cả ngày lẫn đêm cũng không hút hết nước. Ông Trần Văn Thuyền cho biết, giếng đã giải hạn cho hàng chục hecta đất nông nghiệp trên đảo vào mùa khô. Giếng ông Lý xưa nay không bao giờ cạn. Nhìn từ trên xuống rất nhỏ nhưng nó phục vụ tưới nước cho 4 cánh đồng là đồng đá, đồng cải, đồng vuông và đồng rừng với diện tích hơn 70 hecta. Người dân gọi đây là giếng không bao giờ cạn. Vì sao giếng ông Lý luôn đầy nước dù nằm ở vị trí cao và xa bờ biển thì vẫn chưa có ai lý giải được. Chỉ biết rằng, mùa khô hạn hàng năm, giếng nước này đã cứu hàng chục hecta cây trồng trên đảo.